Và tiếp theo đây là phần thứ hai của Oscar 4 của tác giả Lôi Hổ, Nguyễn Văn Hải. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Trời vừa tối, bóng đêm đến thật nhanh, cũng là lúc Toán vượt qua con suối. Nước chảy vừa, nhưng trở ngại lòng suối đá mấp mô. Phía bên kia nước sâu hơn phải tới đầu gối. Một tàn cây đen xì ra hẳn ra trước mặt đón chúng tôi, và tiếng côn trùng reo vui như chào người bạn mới. Cái lạnh bất chợt ào đến, nhưng chỉ hai chân là cảm giác rõ nhất. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ kém 10, có nghĩa là vượt qua được con suối, chúng tôi mất 50 phút thời gian, mũi như vả vào mặt không như lúc lội qua suối. Người đi đầu đang đi tìm chỗ ngủ đêm trong tối đen đặc quánh, hơi sương ướt trên gương mặt, dù rằng đã bôi đáy thuốc trừ mũi. Tiếng chim ăn đêm khàn đục lúc này như đang gặp mồi ngon, vừa reo mừng vừa đánh chén. Gió lạnh sau lưng từ từ đẩy chúng tôi vào sâu. Tiếng gió luồn lách trong kẽ lá tạo ra những âm thanh xào xạc, cùng như có tiếng xương rơi. Toán dừng lại và người đi đầu cùng Toán phó lầm bầm hội ý gì đó. Thế rồi quanh một gốc cây như quen thuộc, Toán nghỉ đêm. Nghe ngóng một hồi lâu, chúng tôi yên tâm cởi giày để lấy ra chiếc vớ ướt sũng, vắt để phơi khô rồi lại đi đôi giày vào chân. Đặt cái áo mưa lên người dưới cái buốt lạnh đêm rừng, côn trùng rã rít và ngoài xa thanh âm kêu hú của thú rừng vang vọng. Người ta thường gọi chúng tôi là những chiến binh của bóng tối, chuyên thi hành những nhiệm vụ từ trên không để hỗ trợ cho các lực lượng quân sự khác trong nhiệm vụ biệt kích. Qua cái mũ áo mưa, khi không tôi ngửi thấy rừng đêm ướt lạnh, rất giống mùi củ sắn nướng, hay tại cái áo mưa. Trong những buổi chiều thuở niên thiếu, trên dãy đồi Hòa Cầm, ổi đào chỉ bằng ngón chân cái, màu vàng như mỡ gà, nhưng ruột lại đỏ như gạch cua. Mỗi quả, một miếng, gọn thon lọn, từ đống củi lửa, những củ sắn nướng tỏa mùi thơm mà khó nhọc lắm mới nhổ được, không bị chủ vườn phát giác. Tôi cho đó là chuyện tinh nghịch hơn là ăn trộm. Cái thuở mơ làm người quan trung, những kỷ niệm khắc sâu vào trí nhớ, chỉ rình cơ hội là vụt hiện ra. Trong đêm tối, tôi bắt đầu nhìn thấy nắng vàng tươi trong một không gian xanh bao la. Ruộng ngô đã trổ cờ và những luống cải vòng trong vườn cũng nở hoa, dụ dỗ đàn bướm từ đâu bay về. Hương cao trong sân ngào ngạt, át hẳn mùi thơm của dàn thiên lý trước hiên nhà. Mắt vẫn nhắm, nhưng tai nghe xa xa trong tiếng đêm rừng, còn tiếng sấm ầm ì vọng lại, khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ánh chớp. Tiếng động cùng tiếng người lao sao đánh thức tôi dậy. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, phần thân bên trái bị tê vì thấy ngủ ngồi lệ thuộc vào dây đạn và ba lô hờ trên vai. Tôi giật mình vì những ánh sáng hồng heo hắt dưới tầm nhìn ngồi, chứng tỏ Toán đang ở trên cao. Lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, theo cơn gió núi đưa cái lạnh bất ngờ quanh quẩn rồi đi xa. Tiếng va chạm mỗi lúc một rõ hơn, từ những dụng cụ cùng với tiếng hò vô đẩy vật gì nặng. Có tiếng cửa mình của đồng đội, mọi người chắc cũng đã thức, hoặc có người chưa ngủ được trước cái gì đó đang diễn ra dưới kia. Hiện giờ còn quá sớm để kết luận, phải chờ xem. Ít ra cho tới lúc này, kế nghi binh đã có hiệu quả. Địch quân không nghĩ rằng có biệt kích trong khu vực. Mục tiêu hướng Tây đã phần nào lộ ra. Người ta đang muốn biết chính xác địch quân hoạt động cái gì mới trong khu vực, lập một công trường hay sửa chữa lại con đường chuyển vận. Từ khu hang động Phong Nha, chất chứa đầy bí ẩn và núi đá hiểm trở, mọi hoạt động của địch đã được theo dõi từ lâu, cũng như không quân đánh phá dữ dội những điểm nghi ngờ, nhưng không ngăn được sự chuyển vận liên tục về hướng Tây, con đường chọc thủng Trường Sơn qua Lào. Cộng sản Bắc Việt đã đạt được ý đồ rút ngắn cung độ vận chuyển và phân tán sự đánh phá của không quân Mỹ trong hành lang chiến lược hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Loài chim ăn đêm bay ngang, cất tiếng gọi nhau,
cùng với tiếng gà bắt đầu rộn ràng gần sáng. Có tiếng súng bắn báo hiệu và bên này đáp trả, rồi núi rừng bỗng trở lại yên tĩnh vẻ cố hữu ngàn đời. Cái mìn M14 được gài lại nơi ngủ đêm trước khi toán di chuyển. Loại mìn M14 giản tiện, gọn nhẹ như món đồ chơi. Chỉ lớn hơn nắp bi đông nước một tí, bằng nhựa hình tròn, chứa chất nổ C4 cùng ngòi nổ. Chỉ cần trút chút an toàn, xoay nhẹ, đặt xuống. Có tác dụng làm bị thương khi đạp vào nó, đặc biệt rất hữu hiệu trong việc thám sát chống lại sự theo dõi, đeo bám trước hung hãn của địch. Lệnh hành quân cho phép sử dụng mìn M14, nhưng phải báo cáo bằng tọa độ 8 số. Kho vây đã có mặt trong vùng, nhưng mây mù vẫn bao trùm khu vực. Ánh mặt trời như cái bóng đèn sáng đục thật gần với tầng cây. Toán đang đi vào một địa thế mới, khác hẳn. Bên này rừng cây cao, cạnh một bên là vách núi, được phủ một màu xanh của cây dại. Một ít cây vẻ kiêu hãnh mọc xòe nhô ra ngoài, như cố thoát khỏi đám cây dày đặc lao nhau. Phía bên dưới thung lũng bạc ngàn một màu xanh, cây rừng nhấp nhô lượn sóng. Toán dừng lại theo tôi yêu cầu để chuyển bức điện trong ngày lên kho vây. Đàn muỗi bất ngờ lại tấn công khi tôi ngồi yên, và tiếng chim mượt mà hơn theo sương mù dần tan loãng. Đi đúng lệnh hành quân cũng có nghĩa đối diện với nơi phát hiện địch quân đêm qua. Ôi, nơi đâu mà chẳng có địch, mình đang ở trong nhà người ta mà. Luồng gió mạnh bất ngờ ào đến xoắn xuýt cây lá làm bay bay những làn sương mỏng. Không có lệnh gì mới, Toán tiếp tục di chuyển. Tôi nghiệm ra một điều, lên dốc và xuống dốc là sự luyện tập vô cùng lý thú. Lên dốc là chức năng của các khớp, còn xuống là các cơ bắp dưới bước chân nhanh gấp gáp. Phải chăng cũng là sự thăng trầm của cuộc đời? Toán dừng lại, người đi đầu báo cáo có con đường trước mặt, tất cả cẩn trọng. Nhích lên vị trí thích hợp để hai người lên thám thính. Mặt đường rộng chừng 2 mét. Nhiều dấu chân có những vết trượt và dấu xe đạp chạy về hướng Tây, sử dụng thường xuyên vì lá cây không phủ hết được. Đây là đường xe đạp thồ trong hệ thống vận chuyển, có tên gọi riêng tùy theo chức năng như đường gùi, đường xe đạp thồ, đường cơ giới, đường dây thông tin, đường ống dẫn dầu, đường hở, đường kính, tức đường lộ thiên hoặc đường được ngụy trang. Người Toán phó đăng căn bản đồ sau khi hội ý. Điều nguy hiểm lúc này là Toán đăng vào mục tiêu di chuyển song song với con đường. Như vậy khu vực hoạt động của địch đêm qua đang ở trước mặt hoặc chỉ gần đâu đây, có vẻ như đều cùng hướng với nhau. Chạy về hướng Tây, có tiếng hú ở phía sau khi chúng tôi vừa vượt qua con đường. Toán tạm nghỉ quanh gốc cây để nghe động tĩnh. Đã có ánh nắng vàng trên bầu trời mây trắng, le lói xuyên tầng mây và mây trôi trông rõ lững lờ, đi qua che lấp chút ít khoảng trời xanh trên cao. Tiếng co vây vẫn ì ì nơi xa, chim trên cành và một quả hạt vừa nổ tách rơi xuống bục trước mặt. Theo sau tiếng dân bước dần lên, một đám mây to đâm sầm vào mặt trời, cùng bóng tối tức khắc che kín như dấu chúng tôi vào trong con đường hầm. Và một tiếng người đang ho gằn gằn trong họng gần bên, càng lúc càng đuổi theo chúng tôi. Trời lại nắng, bùng lên ánh vàng đùa giỡn trước mặt. Hai màu sáng tối theo nhau lan ra. Tiếng bước chân rầm rập và lao sao tiếng người, làm lũ chim xông xao phụ họa, càng làm náo động thêm khu vực. Và cảm giác bất an tức thời đổ chụp xuống chúng tôi. Toán phó lặng lặng ra lệnh di chuyển. Rừng cây nơi đây rất dễ đi và cây chồi mọc vừa đủ để không cản trở. Nhưng bên hông chúng tôi, đoàn quân địch vẫn lao sao, mỗi lúc một xa dần về phía trước. Nửa ngày qua, mây che nhiều hơn nắng, nhưng trời không mưa. Từ trên cao, chúng tôi đã thấy rõ con đường rộng đỏ ao ôm vòng theo núi. Loại đường hở cơ giới theo những hố bom loang lổ, phần nhiều ở phía dưới cạnh đường. Đêm hôm qua, địch lại làm lại con đường nơi đây, sau những phá hủy bởi trận bom. Ít ra trong lúc này, chúng tôi tin rằng không có công trường nào trong khu vực.
Sự hoạt động có chăng chỉ là đơn vị canh giữ đường phối hợp với thanh niên xung phong. Một lần nữa, Toán lại phải dậm chân tại chỗ vì địa thế, chọn một bụi rậm thích hợp, gài xong hai trái claymore phòng thủ. Chúng tôi đồng ý đợi tối trời hành động. Có tiếng súng ở về hướng Tây rất gần, lạc đạn như bay xa về hướng thung lũng. Ngồi lâu sốt ruột, tôi nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ chiều, con đường vẫn một mực im lìm cùng nắng nhạt mây che. Bên dưới, những hố bom là bạt ngàn xanh thẳm. Cơn gió quẩn kéo đến từ thung lũng, làm bạt cỏ lau ngã ngấn bạt một màu. Sọ tóc mang dại trong cuộc tử sinh, ào ạt chốc lát qua mau. Tiếp theo là như ai đó đang trò chuyện, đến cùng làn gió quẩn nhẹ mơn man. Và mọi gương mặt bỗng chốc thay đổi cùng lúc, sửa lại thế ngồi, tay lăm lăm cây súng. Chính xác địch quân đang tiến gần, rồi một giọng cười cất lên như trêu ghẹo. Sự căng thẳng tràn ngập lùm cây rậm. Tôi bỗng thất vọng vì hướng đặt mình Claymore, không đúng hướng địch quân. Ba người xuất hiện nhanh chóng từ bụi rậm trước mặt, và sắp bước vào đám cỏ lao gần một phiến đá nổi lên như con rùa đang bơi. Tên bộ đội đi giữa bỗng ngồi xuống phiến đá, tháo cây AK trên người, tay vẫy hai bạn như mời mọc. Tôi nghe thấy tiếng ối dào, cùng một lúc người đi chót tay giơ cao một sâu chim có con bay bay. Mộng rồi, dậy nhanh để còn kịp. Toán phó ngồi gần phục nhướng mắt, có lẽ đang ước lượng khoảng cách, chắc chỉ khoảng 15 mét đổ về. Sự căng thẳng dần lên trong tình huống chờ đợi khó thở. Tôi đã thấy lắm tấm mồ hôi trên cái đầu hói sớm của toán phó, và như tấm dần xuống cái khăn xanh tắt ngụy trang trên trán. Tôi cũng vậy, giọt mồ hôi đang lăn dài trên sống lưng gần đến khe mông. Người toán phó ra dấu cho cả toán biết mình là người sẽ khai hỏa. Ba tên bộ đội đeo lại súng vào vai, từng bước đi về hướng chúng tôi như cố ý tránh né những bụi rậm. Không khí ngạt thở khi dần những đôi chân một rõ, trời bụt tối sầm, nội gió cuồng cuốn tung lá rừng vẫy táp vào người, trút đổ xuống đầu mặt như đàn bốn bà. Gót chân hai người đi chót cũng vừa, khuất sau đám lao nghiêng ngã, mặt trời xê dịch qua khỏi mây đen đang ngả bóng cây rừng. Ánh nắng xuyên khoai xuyên mây, nhưng sương lam vài dải đã bắt đầu dâng lê thê. Lại một tiếng súng địch bắn truyền tin nơi hơi xa, vất vấy phía trước, cùng làn gió lạnh lạnh từ thung lũng đi qua, con đường làm tê tái, tức thời nguội đi những nóng bừng trên cơ thể. Trong mặt trời đã giấu mặt sau dãy núi xanh lam như bất tận, che chắn hầu hết không gian tả hữu, nổi bật dưới bầu trời có tí ẩn hồng khắp tầng mây trắng. Mọi việc toán đã chuẩn bị xong. Âm thầm lặng lẽ, chúng tôi cẩn trọng tiến bước, hy vọng tới sát được con đường thì hòa nhập vào bóng tối. Trên cây, loài chim cũng lặng tiếng, chỉ còn gió, gió xô đẩy tầng cây. Một con sóc đuôi dài vội leo lên đến nửa thân cây, dừng lại đưa mắt nhìn chúng tôi. Sương mù bỗng kín lối và bóng tối lờ mờ, len lén vây bủa. Toán dừng lại trước khoảng trống cạnh con đường. Cây mọc thấp xỉn, bên những tảng đá trải rác. Nhìn kỹ bên đông là thung lũng, bên tây khe núi cây rừng leo cao, như nuốt chửng con đường vào trong. Trong bóng tối đầy sương, toán phó dục người đi đầu cùng toán di chuyển. Chân vừa chạm con đường, tôi rất đổi ngạc nhiên về hướng đi. Người đi đầu cứ tỉnh bơ, bước những bước nhẹ nhàng trên đường. Quyết định của toán phó làm tôi phần nào bất mãn, bởi cái quyết đoán có tính tàn nhẫn. Nhưng rồi nghĩ kỹ, thật cần thiết trong lúc này, khi mà thì giờ không cho phép vì trước mặt khe núi cây chồi con không thể che chắn ẩn mình. Chính con đường trong lúc này đang dẫn chúng tôi vào cánh rừng rậm trên cao, để lại dấu vết rất rõ trên đường đi. Quả là một mạo hiểm, nhưng cũng đành. Luồng gió lạnh buốt từ bìa rừng trước mặt và tiếng côn trùng rã rích, cùng loài chim ăn đêm kêu the thé. Giữa cảnh lâm tuyền, khu rừng về đêm đầy bí ẩn, chúng tôi như đang đi từ cuốn phiểu, dần vào bên trong với trạng thái hồi hộp, nơm nớp. Thế rồi, bóng đen có một bụi rậm đầu tiên ngang nhiên xuất hiện.
Núi rừng ngậm hơi sương và nhanh chóng hút chúng tôi vào. Đứng yên lặng trong bóng tối cây rừng, người toán phó ra lệnh gài lại trái mìn M14 trên lối đi. Chúng tôi di chuyển lần mò trong đêm tối, giữa cái trầm mặc muôn đời của rừng núi, để vào sâu khám phá và hành động. Tiếng động lan dần trong đêm có lúc át cả tiếng the thé, nhưng rời rạc của gà rừng. Đã 12 giờ khuya, chiếc khăn trên đầu và đôi vai ướt đẫm vì sương đêm. Tiếng ì ầm phía sau lưng mỗi lúc một rõ và nhanh chóng, âm vang dậy đất tỏa trong trời đêm ánh hồng của lửa nhảy múa trên không. Tôi đã cảm thấy độ rung của đất và biết chắc rằng một đoàn xe đang vận chuyển trên đường, có lẽ đã tới khúc vòng ôm sát vào núi. Tôi thật sự vui mừng vì những dấu giày mà chúng tôi để lại trên đường chắc chắn sẽ được xóa sạch. Thời gian lặng lẽ dần trôi. Đêm cháy dần ngọn nến, tiếng người hòa lẫn tiếng xe lên ngang chỗ chúng tôi như tiếng phía sau vẫn nối tiếp. Cái lạnh buốt của tảng đá sau lưng bỗng như phà vào mặt. Tôi vội kéo lại mũ áo đi mưa che kín, vài giọt sương rơi kêu lộp độp. Ngoài xa tận thung lũng, tiếng thú kêu vang vọng. Bất chợt một vài tiếng súng nổ xé trời đêm. Tôi vội mở mũ áo đi mưa và nhận ra ngoài kia, bầu trời tối đen dần mất hẳn ánh lửa hồng hồng, nhưng tiếng động của đoàn xe có vẻ còn tăng thêm. Phảng phất trên cao, tiếng máy bay mỗi lúc một rõ. Rất cao rồi phút chốc xa dần, tôi vẫn biết có một loại máy bay xuất phát từ Thái Lan, phi trường Na Không Phenom, thường là những chiếc C-130 đặc dụng, chuyên hiện diện trên bầu trời hành lang biên giới, ngày cũng như đêm, để thu thập mọi làn sóng liên lạc rồi giải mã và nhận tín hiệu của những máy điện tử được thả xuống vùng địch mà người ta gọi là hàng rào McNamara. Cơn buồn ngủ kéo vội đến, tôi mơ màng trong tiếng gà gáy và trầm rập náo động trên con đường. Có ai đó đang kêu tôi dậy, gương mặt người toán phó thật gần cùng tiếng gà gáy vang vang, nhìn quanh rừng còn ngậm khá nhiều sương. Qua cái chỉ tay của toán phó, những tiếng động âm ỉ mà tôi đã nhận ra từ lúc thức giấc, trong ánh sáng lờ mờ sương bay. Chúng tôi phải biết làm gì và cùng lúc lấy ra tấm bản đồ hành quân, dùng địa bàn căn hướng rồi ước lượng, đo đạc trên bản đồ để chấm tọa độ. Xong, soạn bức điện tính, chờ co vây, đâu đây, thoảng mùi cà phê và chất hương lúa cơm gạo. Trời sáng hẳn lên khi thấy rõ cả dáng núi đang nằm quanh và bắt đầu những âm thanh trong trẻo của rừng. Sương mù dần tan biến cùng núi, đang vén bức màn. Bên đám cỏ lau, loài hoa dại thân gầy có hoa màu tím, đu đưa theo gió. Tiếng hót của một con chim, giọng hay đến nỗi xóa ngay những thực tế về một ngày. Với nhiều ngõ ngang lối tắt, đường gập ghềnh, luôn vấn vương ý nghĩ. Chiến tranh đã tạo ra những thiếu phụ nửa đời quá bụa. Nắng đã lên từ phía sau núi, trong cái bóng của cây cổ thụ ken dày cành lá, không có chỗ cho nắng lọt xuống. Khoảng trời nhìn xa trong xanh và mây lững lờ, đoàn xe đã đi thật xa, hay dừng lại một nơi nào đó, vẻ nguyên sinh của rừng thoáng qua, chụp lên trong khi hai toán viên đang xóa dấu vết ngủ đêm chờ xuất phát. Theo đúng lệnh hành quân, toán như đuổi theo đoàn xe vận chuyển. Tập thứ 2 đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập chót là tập thứ 3.